Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Lock Root và lại chi tìm 10 trái quỷ cho anh em xem nữa ha. Hy vọng là trong cái tập này sẽ được khoảng tầm một trái thần thoại và một trái huyền thoại. Như đó là quá đủ rồi. Nếu mà cho mình trái voi thì càng tốt, hoặc là trái báo đốm. Nhưng mà chắc khó nè bạn, thực sự. Ôi, 200m nữa. Còn rất là xa luôn. Tốt ở cái khu bên đây nè, gần cái chỗ học cái chiêu điện á anh em. Nói chung là cũng quen thuộc thôi. Những cái bạn mà xem clip mình tìm chắc quỷ nhiều thì chắc cũng biết cái vị trí đó. Giờ đi thẳng vào phía trước một tí nữa là tới rồi. Còn có 9 mấy mét nè anh em. Cái cây ở trước mặt luôn. Ê, trái Phật tổ anh em ạ. Vai đây nè. Công nhận cái trái này nhìn hay ha. Kiểu như nó gồng lên cái xuất hiện một cái vòng phép thuật. Này. Nói chung là game làm lại hình dáng trái quỷ rồi. Bây giờ đi tìm đồ các kiểu nó cũng khá là thú vị hơn là xưa anh em ạ. Coi bộ là cũng hên đấy, chứ không tới nỗi là xui đâu. Mới vừa vào chúng ta đã được một trái huyền thoại mà anh em. Trái này thì rất là nhiều anh em thích luôn. Thường chỉ cần game nó mới vừa up thôi là nhiều bạn sẽ ăn trái này vào để cày cấp rồi các kiểu. Mình thì có vĩnh viễn rồi nên là trong rương bây giờ cũng khá là dư giả. Anh em thấy không? Dư tới 8 trái. Sau một tiếng chờ đợi thì trái quỷ thứ hai cũng đã xuất hiện. Cách mình chỉ có 890m thôi. Cũng gần đấy, hình như là pháo đài trên biển. Ủa? Chỗ nào vậy? Wow, cái này lạ nha. Rồi ok, trái quỷ lần này xuất hiện ở bên cái đảo mới. Thèn chi lúc đầu mình thấy cái số mét nó lạ lạ anh em ạ. Lạ cũng đúng thôi, vì bên đây mình chưa nhặt trái quỷ lần nào mà. Không biết là có mấy cái vị trí xuất hiện trái quỷ bên cái đảo này nữa. Nói chung là cứ tìm hoài đi anh em ạ. Rồi mình cũng sẽ biết hết thôi. 100m hả? Đảo này cũng khá là nhiều cây đấy. Nhưng mà ở gần đây thôi. Có 66m nè. Hay là ở phía trên ta? Chỗ mà có con nào PC mình dùng tiền ép để nói chuyện á. Đang gồng cái chiêu ép của trái voi để bay lên phía trên. Leo trên đây cực ghê luôn á. Mà nó cho mình trái quỷ vậy nè. Anh em nhìn đi. Trái rocket là một trái cùi nhất game. Mà thôi kệ nếu mà. Ban đầu mình có nhặt được trái Phật tổ, bây giờ nó cũng phải cho mình trái cùi chứ, làm gì mà cho mình trái xịn hoài được phải không nào. Với lại là mình cũng biết được một cái vị trí xuất hiện trái quỷ ở bên cái đảo đó, nằm tuốt tuốt ở phía trên luôn. Những cái bạn nào mà không có game pass tìm trái quỷ thì nên chú ý những cái vị trí đó. Trời ơi, chắc trái Phật tổ đầu tiên nó hút hết may mắn rồi sao, bây giờ xui ghê luôn. Mua ngẫu nhiên cho trái quay nè. Trái quỷ thứ ba, 800 mấy mét. Ui đừng nói là bên đảo mới nữa nha. À không phải, không phải. Ở pháo đài trên biển. Còn lại 9 mấy mét đó nè. Vậy tìm cho nó nhanh, chứ qua mấy cái đảo xa xa cực lắm. Rồi, không thấy có màu sắc gì lòe lẹt là hiểu đây là trái quỷ cùi á nè ạ. Biết ngay. Trái đại bàng. Anh em nhìn nó bay bay kìa. Đứng từ xa mà anh em thấy cái trái nào mà nó nhảy lên trên trời, hoặc là nó tưng tưng á, hoặc là mấy trái mà không có màu sắc thì auto đó là những cái trái quỷ cùi bắp. Chứ còn trái huyền thoại, thần thoại được các kiểu bây giờ làm lại màu sắc lè lẹt cực kỳ. Nhìn từ xa là anh em có thể nhận biết ra ngay. Tiếp tục, trái quỷ thứ tư. Có 700m nè. Lại là cái đảo pháo đài trên biển. 100% luôn, không sai đâu được. Đừng cho trái đại bàng nữa nha. Cho trái huyền thoại đi cũng được. À bên đây, bên đây. Để mình nhìn từ xa coi có nhận biết được hay không. Ôi, coi bộ là không ổn anh em ơi. Cái màu xám xám này. À không phải. Mình cứ tính nó là trái rocket. Ai ngờ là trái gai. Mà trái gai thì nó cũng không có ngon hơn trái rocket là bao nhiêu cả nè mà. Anh em nhìn cái đống trái quỷ nè. Toàn mấy cái trái cùi cùi không. Mà không phải của mình hết nha. Có một số trái của mấy bạn vào server mua rồi vứt á. Đã tới thời gian tìm trái quỷ thứ năm.
và nó lại xuất hiện ở đảo pháo đài trên biển. Thôi kệ đi nếu ạ, chẳng thà nó ra gần gần như thế mình tìm nó khỏe. Nhưng mà hồi nãy giờ cái đảo này mình cũng không ấn tượng lắm là do toàn nhặt được cái cùi. Gì đây? Sao giống kim cương vậy? À không phải, Paris. Thôi kệ cũng được anh em ạ. Từ đầu giờ nha, ngoài cái trái Hito, đây là cái trái ổn áp nhất mà mình nhặt được hồi nãy giờ. Nhìn nó lấp lánh kìa. Cất vào cũng không được, do là mấy cái trái này rương của mình full hết trơn rồi anh em ạ. Rồi, đây là trái quỷ thứ 6. Lần này thì nó không có xuất hiện những cái chỗ gần gần nữa đâu anh em ơi. Nhìn là mình đã biết xa rồi, nhưng mà chưa biết là ở cái đảo nào. Ra lấy thuyền đi thôi. Đã xác định được vị trí, đó chính là lâu đài bóng tối, cách mình 200m nữa thôi, nằm cái hướng mà mấy con quái xương đó anh em. Đảo này thì chỉ có hai địa điểm xuất hiện trái quỷ, đa số là nó xuất hiện bên cái hướng mình đi nè. Chạy thẳng về phía trước có một cái cây á, đa số xuất hiện chỗ đó. Ê, cái trái này sáng sáng anh em ơi. Đấy, phải vậy. Trái ác quỷ huyền thoại Gura Gura Nomi. Anh em nhìn nè, đẹp ghê không? Nói thiệt với anh em, cái trái Gura nè nhìn đẹp gấp mấy chục lần cái trái Gura cũ á. Nó gồng gồng xong nó phát nổ nè anh em. Đẹp ghê. Nhưng mà đáng tiếc là không cất vào được nha. Trong rương của mình cũng đủ 12 trái rồi, nên là chắc ăn vào chơi đi. Trái voi mình cũng có vĩnh viễn mà, đổi lại lúc nào trả được anh em. Đổi sang trái Gura, múa vài đường cho anh em xem. Mua ngẫu nhiên được không ta? Trái lửa. Trời, Gura đi với trái lửa là hợp lý luôn. Bố già với lại hỏa quyền ai. Trái ác quỷ thứ 7. Vậy là trong tập ngày hôm nay mình đã được hai trái huyền thoại rồi nha. Đầu tiên đó chính là Hito, xong là Gura mới nhặt lúc nãy. Bây giờ mà có thêm một trái thần thoại đó là đúng chuẩn, đúng ngon luôn. Nhưng mà thần thoại thường rất rất là khó xuất hiện anh em ạ. Cái trái mình mong nhất hiện tại đó chính là trái voi anh em. Mình muốn sở hữu một trái, hoặc là báo đốm. Nhưng mà những cái tên mà mình mới kể ra là không hề dễ nhặt được chút nào. Thường nha, làm mấy cái clip như thế này có nhiều bạn phe lắm. Bình luận phe là kêu nhặt được trái voi, nhặt được trái báo đốm rồi các kiểu. Phe quá trời đất, nhìn vô mà tủi thân anh em ạ. Nhưng biết sao giờ số của mình nó xui phải chịu thôi. Lần này lại ra ở bên đảo lâu đài bóng tối. Đừng có nói cho thêm trái Gura nữa nha. Mà chắc không có đâu anh em ạ. Lên trên biết đâu thấy trái rocket, trái chớp, trái khói rồi các kiểu nè. À, trái băng. Thôi kệ cũng được anh em ạ, từ đầu giờ mình chưa nhặt trái băng nào mà, nên có một trái cũng chả phải vấn đề. Ok, sau một hồi chờ đợi thì trái quỷ thứ 8 cũng đã xuất hiện. Số mét này hơi lạ nha, để mình đi kiểm tra. Rồi ok, bên kilo chắc luôn. Mình sẽ mua thuyền và qua bên đó. Trước mặt mình thôi anh em ơi, còn lại khoảng tầm 100m nữa trên cái núi này nè, để mình lên nhặt. Vừa bay lên thấy chắc quỷ voi. Từ từ nha anh em. Thôi khỏi từ từ nữa, nhìn từ xa là mình đã biết trái gì rồi. Trái khói của ông thợ săn trắng Smoker. Tiếp tục, đây là chắc quỷ thứ 9. Gần kết thúc clip rồi đó anh em ạ. Lần này lại ra ở đảo pháo đài trên biển. Ngày hôm nay nó xuất hiện đảo này khá là nhiều, nhưng mà toàn trái cùi không. Bên đây nhìn thì cũng chả thấy có màu sắc gì đặc biệt rồi đó. Ê, được nha. Trái ma này bây giờ nói chung là cũng giá khá là cao đấy. Với lại là túi của mình hình như là vẫn chưa full. Ngon. Tuy là nó chưa phải là trái quỷ huyền thoại nhưng mà vẫn rất là ok. Còn đỡ hơn chúng mấy cái trái rocket, trái khói, trái gai được các kiểu nè ạ. Cuộc vui nào cũng có hồi kết.
Đây là trái quỷ thứ 10, cũng là trái cuối cùng trong tập ngày hôm nay. Mình nghĩ anh em đừng có hy vọng nhiều vào cái trái này, chắc là một trái gì đó cùi thôi. Tổng kết thì tổng cộng được hai trái quỷ huyền thoại Hito và Gura, tạm được thôi chứ chưa phải là may mắn đâu nha anh em. May mắn là phải nhặt được trái quỷ thần thoại. Ra chỗ nào mà cái số mét lạ quắc vậy trời? Cái này mình không biết nha. Để lấy thuyền đi vòng vòng coi thử. Nó lại ra bên đảo mới, thèn chi mình thấy lạ lạ. Chắc là cái chỗ lúc nãy anh em tuốt tuốt ở phía trên á. Mình sẽ bay lên. Ôi, sao không thấy trái quỷ ta? Vậy là cái vị trí khác rồi. Để mình coi thử. Bên đây à, nó đang giảm xuống còn 7 mấy mét nè anh em. Rồi ok, thấy trái quỷ rồi. Anh em nhìn xuống cái cây thiệt là to ở phía dưới á. Đây nè, thấy cái cây to chưa? Trời ơi, trái rốc két anh em ạ. Mà thôi, biết được thêm một cái vị trí nữa, đó chính là cái cây bự ở chỗ này với lại cái cây thiệt là cao tuốt ở phía trên. Hai vị trí xuất hiện trái quỷ trên cái hòn đảo mới nha. Anh em nào mà không có game pass thì nên chú ý, mai mốt mà có tìm trái quỷ thì để ý những cái vị trí đó một tí là được. Rồi thôi, tập ngày hôm nay tới đây. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Có gì hay ho hơn mình sẽ quay clip cho anh em xem tiếp nha. Ngày hôm nay thì cũng không đến nỗi là hên lắm đó nè. Mình muốn được trái thần thoại mà không được trái nào cả. Bây giờ bye anh em. Thích video thì để cho mình một like subscribe nha.